Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Giờ này con mới về. Ủa sao nay nhà đóng cửa sớm vậy? Con biết bây giờ mấy giờ chưa? Thì 9 giờ rồi. 9 giờ mẹ đã đóng cửa rồi mà giờ 9 giờ rưỡi con mới về là sao? 9 rưỡi còn sớm hả? Luật giới nghiêm mẹ mới đưa ra. Đúng 9 giờ là phải về tới nhà, không có được nói nhiều nữa. Ngày xưa ông ngoại con đã áp dụng cái luật này đối với mẹ. Đúng 6 giờ là phải vô trong nhà, không có được bước ra ngoài đường. Chứ đâu phải như là một con gái bây giờ đi tới 9 giờ mới về nhà làng sao? Thiệt hết sức nói. Trời, đâu mất tiêu rồi Thảo Nguyễn? Con đi đâu rồi? Vô nhà rồi. À, trời ơi, vô mà không nói cho mẹ biết gì trơn à. Làm đứng nói như bà khùng vậy đó. Còn cái con Lì này nữa, bực mình ghê vậy đó. Mày nói cho tao biết chừng nào mày về tới nhà hả? Cái gì? Chưa về nữa hả? Tao nói cho mày biết nha. Kể từ ngày mai sau 9 giờ, đứa nào mà không về thì ngủ ngoài đường nghe chưa? Hên quá. Còn đúng 2 phút nữa mới tới 9 giờ. Là về chưa mẹ? Về trước con 1 phút. Quá ơi, tôi nể bà quá. Bà đúng là một người phụ nữ tài ba. Chắc có lẽ ngày mai mình tự làm bằng khen rồi mình đem lên hội phụ nữ đóng mộc cho con cái quá. Đúng là luật giới nghiêm của mình thật là hiệu quả. Nè, từ từ thôi, chạy té giờ. Chết rồi. Gì vậy? Mẹ khóa cửa mất tiêu rồi. Tại cái xe Hoàng bị hư á, cho nên bây giờ mới về trễ giờ giới nghiêm nè. Trời, biết đâu nó xui, tắt máy dọc đường giờ đẩy bộ về trễ. Chết. Nhưng mà Hoàng nói chung quy á, cũng tại mẹ Quyên á, tự dưng dạo này thấy khó khăn lắm. Đặt ra giờ giới nghiêm chi? Dạo này mẹ khó lắm. Thôi thôi. Mà đâu có nghĩ là khó thiệt vậy đâu. Thôi, gọi điện thoại đi. Xin lỗi chứ giờ sao về tới đây trước sau gì bị la. Thà bị la được vô nhà. Khóa máy rồi. Khóa máy hả? Ừ. Gọi cho bé Lì. Bé Lì ơi. Không có được đâu. Bà Lì bây giờ hả? Bà ngủ rồi tới giấc thứ 8 rồi đó. Kêu bả sức máy mà bà dậy. Trời đất ơi. Ê, còn bé Linh sao? Thôi, kêu bé Linh đi. Linh nó ngủ say lắm, với lại mai đi học nữa. Kêu nó dậy giờ này mở cửa tội nghiệp nó. Chứ giờ Nguyên tính sao? Thôi được rồi, Nguyên biết cách rồi. Bây giờ cái hả? Nguyên sẽ ngủ ở đây luôn. Ê, cái gì vậy? Không phải, Nguyên sẽ ngủ ở đây nè, Nguyên nằm ở đây. Xong mà sáng mai á, lúc mà mẹ Nguyên mở cửa ra, mẹ Nguyên sẽ nhìn xuống đấy, wow, con mình ngủ ở đây tội nghiệp quá. Nên mẹ Nguyên sẽ ân hận và từ lúc đó thì mẹ Nguyên sẽ bỏ luôn cái luật giới nghiêm, thấy Nguyên thông minh đâu. Thông minh quá trời luôn. Trước khi mẹ ra thấy Nguyên là vớt xác đi luôn rồi. Mũi nó tha đi đó. Trời ơi, thấy không, ở ngoài trời mà. Con mũi con nào, đây. Đó. À. Thấy không? Con mũi con nào con nấy nè. Thôi, bỏ cách này đi, đứng lên. Nằm ai nằm ngoài đường. Nãy chứ giờ sao? Bây giờ đâu có chỗ nào để ngủ đâu. Hoàng có cách rồi. Cách gì? Có một nơi Nguyên có thể tá túc được. Nguyên. Hoàng làm cái gì vậy? Hoàng sợ Nguyên lại chỗ ngủ không được. Sao Nguyên chưa ngủ nữa? Hoàng á nha, Hoàng mà làm gì Nguyên hả? Là Nguyên không nhìn mặt Hoàng nữa luôn á. Trời ơi, cực chẳng đã mới lên đây ngủ hả? Chứ con gái cũng đâu muốn đi ngủ tùm lum la đâu rồi ngủ trên giường vậy. Rồi vậy thôi, không được á thì tôi xuống dưới đất tôi ngủ. Ê, sao Nguyên xuống đất ngủ được? Cứng lắm, đau người. Đây là cái ranh giới giữa Nguyên với Hoàng. Hoàng không được chạm qua cái ranh giới này. Chỉ cần Hoàng đưa cái tay của Hoàng qua cái ranh giới này là hả,
Hoàng với Nguyên sẽ không bao giờ nói chuyện một lần nữa. Hoàng biết rồi. Thôi ngủ đi. Mà khoan đã. Cái gì nữa? Nguyên còn chuyện này muốn nói. Hoàng không được còn thức khi mà Nguyên đã ngủ rồi. Hiểu không? Không có được ngủ á nha. Bà già khó tính. Công nhận cô hàng xóm này cũng dễ thương lắm chứ bộ. Tụi con không có gì đâu, mới thấy đứa ngủ trên giường, đứa ngủ dưới đất, làm gì có chuyện gì xảy dạ, ra. Dạ đúng rồi, không có chuyện gì xảy ra hả? Tao không nói chuyện với tụi bay nữa. Tao kêu bà qua ra. Bà qua là tại mẹ. Tại mẹ ra tất cả. Vì đêm hôm mẹ sốt, mẹ bệnh, mẹ ngủ quên. Và đồng thời điện thoại của mẹ cũng bị tắt nguồn, cho nên mẹ không biết vợ nhắc gì hết. Sáng nay giật mình dậy mẹ mới thấy là con chưa có về nhà. Mẹ quảng hồn mẹ lên phường. Vừa cầm bút đặt vô đơn tìm con thì... Thì tôi gọi bà chứ ai. Biết rồi. Con ơi, mẹ xin lỗi con nhiều nha con. Để cho con phải ngủ lang như vậy á, mẹ cũng thấy xấu hổ lắm. Con ơi, có phải con lỡ rồi không con? Lỡ gì mẹ? Con lỡ. Tụi con lỡ với nhau rồi phải không con? Không có. Dạ không có. Mọi người suy nghĩ cái gì vậy? Tụi con không có gì với nhau hết. Trong sáng con. Dạ. Con ngủ ở trên này, còn ảnh ngủ ở dưới này. Dạ đúng rồi. Cái này cái ranh giới nữa. Dạ đúng rồi. Dạ. Mẹ không biết gì hết, mẹ chỉ bị nghĩ con qua bên đây là cũng đã lỡ rồi. Nếu có gì thì chị xui tha thứ nghe chị xui. Cái gì chị xui? Ai chị xui với bà? Mẹ, tự nhiên á. Mẹ đặt ra cái luật giới nghiêm chi để tối con về con không có vô nhà được, rồi con mới đi lang thang tùm lum tùm la vậy đó. Mai á có anh hàng xóm tốt bụng à, anh cho con vô ngủ giờ với mẹ, chứ không á con lỡ con gặp bọn cướp hay bọn thảo khấu nó làm gì con, sao con chịu được? Là lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ tất cả con ạ. Mẹ ơi. Mẹ bị bệnh như vậy khỏe chưa? Mẹ khỏe rồi. Thấy con là mẹ khỏe hẳn rồi con à. Con lo cho mẹ lắm. Mẹ cũng lo cho con lắm. Gì vậy má? Gì kêu vậy? Nguyễn con gì vậy? Xúc động quá, con khóc á. Nam sinh xung nương hả? Hay là con gái của mẹ? Tôi Ánh Nguyệt. Đất ơi, tự nhiên leo lên giường con trai tôi diễn là sao vậy trời? Ôi trời đất ơi, tôi quên nữa. Tôi gặp được con gái tôi mừng quá. Thôi mình về đi con. Dạ mình về. Thôi mình về nha. Thôi về đi con. Mình về ăn sáng đi con. Dạ dạ. Cảm ơn nha. Dạ mẹ đi cẩn thận mẹ. Lạ thiệt luôn á. Mẹ cười gì vậy? Dạ con vui má. Vui gì? Dạ nhà bên đó bỏ lệnh giới nghiêm rồi. Vậy là Thảo Nguyên á không có bị ngủ ngoài đường nữa. Vui hả? Bên bển bỏ lệnh giới nghiêm nhưng mà tao nè, bây giờ tao ra cái lệnh giới nghiêm trong cái gia đình này nè. Gì vậy má? Mày thấy không, con Hường á bây giờ nó hẹn với thằng Khoa, nó đi hoài thâu đêm suốt sáng, còn mày bạn bè tùm lum cũng đi suốt ngày. Còn ba mày hôm qua mấy bữa nay tao để ý rồi, đi lúc nào cũng 11, 12 giờ đêm về ha, để tao chờ cửa hoài. Bây giờ tao ra lệnh là đúng 9 giờ mà cái gia đình này không ai về là tao khóa cửa cho ngủ ở ngoài hết. Trời ơi. Oan gia, trời ơi là oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả.